Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Ngày thứ tư, hôm nay con hãy đem đến cho cha những người ngoại giao và những người chưa nhận biết cha. Cha đã tự nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn cay đắng của cha, và nghiệp tâm sau này của họ cũng đã an ủi trái tim cha. Con hãy dìm họ vào đại dương thương xót của cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng của toàn thế giới, xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa. Linh hồn các người ngoại giao là những kẻ chưa nhận biết Chúa, nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi trên họ, để họ cũng được cùng với chúng con ban dương lòng thương xót kỳ diệu của Chúa. Và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là trái tim vô cùng lân tốt của Chúa. Nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa chiếu soi những linh hồn còn trong tâm tôi, xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa và cùng chúng con lời khen lòng thương xót thương. Lạy cha hằng hữu, xin đôi thương nhìn đến linh hồn những người ngoại giao và những người chưa nhận biết cha, nhưng vẫn được áp phụ trong trái tim vô cùng lân cận Chúa Giêsu. Xin cha lôi kéo họ về với ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng được yêu mến cha là hạnh phúc lớn lao chừng nào. Xin cha ban cho họ cũng được tan dương lòng quảng đại lòng thương xót của cha đến muôn đời. Amen. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mẫu châu báu cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu,
trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.